thấy luôn cái hồ. Đi trực thăng chân dòm xuống giống giống vậy thôi gì. Ẩm nít ẩm hả? Trời ơi. Nhưng mà nhiều khi con nít ẩm nó thấy nguy hiểm quá. Con nít ẩm này đi. Sao cái này con khoảng tuổi mấy hay tuổi? Dạ. Tuổi tại sao không đi giống cái này nè cho nó đỡ một tí. Rồi treo lên lửng. Cho ngắm cảnh luôn.